Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, một sóng lạnh nữa lại tăng cường xuống nước ta, cộng thêm hội tụ gió trên độ cao 1.500m. Vì thế, đêm qua và sáng nay, miền Bắc đã có mưa nhiều trở lại. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn còn dồn xuống, vì thế miền Bắc sẽ có mưa rả rích từ giờ đến trưa. Từ đầu chiều trở đi, miền Bắc trời sẽ khô ráo hơn, tuy nhiên nhiệt độ vẫn khá thấp. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc, tại khu vực Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và cả Bắc Giang, nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 18 tới 19 độ, trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá ngưỡng 21 độ, trời rét cả ngày. Khí lạnh cuối mùa được bổ sung nhưng cường độ không mạnh, vì thế ảnh hưởng của nó chủ yếu tập trung ở khu vực 3 tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến 3 tỉnh này trong hôm nay vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa rào, nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ. Với các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, sáng và trưa trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có nơi có mưa nhưng lượng nhỏ, nhiệt độ sẽ dao động từ 27 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ đón tuần mới với thời tiết tạnh giáo, có nắng từ sớm, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam không còn hình thái thời tiết nào gây mưa, vì thế trong ngày hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đón tuần mới với thời tiết nắng sớm. Từ sau 10 giờ, trời có nắng mạnh và thời gian nắng trong ngày hôm nay sẽ kéo dài liên tục đến 17 giờ. Đến chiều tối có mưa dông nhưng chỉ là mưa dông cục bộ. Vì vậy, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ở mức 31 cho tới 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, nên trong ngày hôm nay ở phần phía bắc của Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của Biển Đông, khu vực huyện đảo Hoàng Sa đều có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.